Hi, em Dư chào cả nhà mùng 2 Tết nha. Chúc cả nhà một cái năm mới Quý Mão nhiều may mắn và bình an. Hôm nay em Dư khai trương lên năm mã. Nhưng mà hình như mùng 5, mùng 6 gì á thì em mới ship được. Tại vì vào cái ngày hôm nay thì bên ship chưa có làm việc. Hôm nay thì tất cả các sản phẩm đều có quà. Thực tế thì từ giờ tới mùng 10 thì tất cả các cái đơn hàng đều sẽ có kèm quà nha. Rồi, em đầu tiên của ngày hôm nay đó là một chiếc đồng hồ Kentet, một chiếc cơ hàng nội địa Nhật. Và đây là một cái form gọi là pilot dành cho phi công. Thực sự mà nói thì cái chiếc này quá là mới và đẹp nè, nhìn vào là mình thích ngay. Con này thì nó có cái tính năng hacking stop, có nghĩa là mình sẽ khi mà mình rút kia rút núm ra để chỉnh giờ đó thì nó sẽ dừng kim dây để nó cho phép cái độ chính xác nó sẽ tốt hơn. Bây giờ là đang là 1:45 ngày 23 này, 20, 23. Ở đây nó sẽ có một cái cây kim xăng. Thì hiện tại là đang chạy đúng giờ nè, có nghĩa là 1:45 chiều. Ở đây là mốc 12 tiếng nè. Rồi ok nha. Chiếc này thì dạ quang cũng rất là sáng. Những cái form pilot thì dạ quang sáng lắm. Để em rồi dạ quang luôn. Hãng Kentet thì nó cũng quá là nổi tiếng rồi. Nó là chuyên sản xuất các cái dòng dành cho là quân đội của Nhật, hàng đường bộ, đường không và cả đường thủy nữa. Chiếc này thì form của nó thì rất là đẹp, dáng pilot. Máy của nó sẽ là máy Sirco nha, NH37E. Đây là một cái máy của Sirco sản xuất. Chính vì vậy mà anh em có thể yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Ở da bằng Obomatic này, 24 chân kính. Ngoài ra thì chiếc này còn được mắc in da bằng nè, được lắp ráp tại da bằng luôn nha. Con này là được trang bị kính selfie nè, tuyệt vời chưa? Nói chung rất là đẹp. Con này thì nó có dây zin kèm theo. Dây zin của nó đây, khóa zin nè, không khóa cũng rất là đẹp. Và chiếc này thì em có sẽ tặng kèm cho mấy anh em một sợi dây. Đây là một sợi dây da bò handmade, cái màu của nó là nó trùng màu với lại cái đồng hồ luôn nè. Đây, ok chưa? Là nếu mà anh em mà sử dụng cái sợi dây này á thì nó còn đồng bộ và nó còn đẹp hơn cả cái dây zin á. Cái dây này rất là chất lượng đây. Quay cho anh em coi ha. Đây, màu của nó nè, trùng màu luôn nè. Cái điều đáng tiếc của cái chiếc này á, nó là size dây 22 vuốt 18. Chính vì vậy mà nếu như anh sau này á, anh em sử dụng cái dây này thì sẽ không tận dụng lại được cái khóa này. Cho nên là em nói chung cái dây cũ của nó thì vẫn còn sử dụng tốt. Nè, dây zin nè. Anh em dùng rồi mai mốt á, khi mà mình đổi qua dây đây mình xài á, anh em chịu khó mình đi mua một cái khóa ở ngoài nha, tại vì em chỗ em thì không có khóa vàng. Rồi ok, con này thì giá của nó là sẽ là 3,2 triệu, mã số 1. Tặng kèm cho mấy anh em một sợi dây. Mã số 2 sẽ là một em pin. Hôm nay là 4 chiếc cơ và 1 chiếc pin á, bởi vì chiếc pin này á, nó rất là chất và nó có món quà kèm theo, cho nên là em cũng sẽ kèm quà cho anh em luôn. Anh em lưu ý nè, ở đây nó đang ở vị trí giống như là nó chuẩn bị chuyển lịch nè, thì thay vì á, là mình vặn lịch á, thì mình sẽ xoay 24 tiếng để cho nó nhảy lịch đi, rồi lúc đó bấy giờ mình mới chỉnh lại cho đúng cái ngày mà thực tế.
để nó tránh cái trường hợp gọi là bị va chạm các cái bánh răng đó. Con này có vẻ như là xoay lên xoay xuống á. Ủa sao xoay không nổi vậy? Hay là chỉ có... Ồ kéo không nổi ta, kỳ vậy. Rồi lại nữa coi. À được rồi nè. Ê chà, như vậy là tốt nhất là mình nên để qua 6 giờ nha. Hôm nay là thứ... Đây là thứ mấy thôi? Hôm nay thứ hai. Hôm nay thứ hai. 6, 7, chủ nhật nè. Rồi thứ hai. À quá đẹp luôn á. Này 23. Rồi nói chung là các tính năng là hoạt động tốt ha. Và con này cái phong nó rất là chất. À, cái phong vuông của nó nè. Em đã làm cho mấy anh em một sợi dây handmade nè, dây là dây bò, à, dập vân cá sấu. À, độ mới của đồng hồ cũng còn rất là tốt nha. Dây khó nguyên zin toàn bộ nè. Khó zin, dây đã thay mới. Và 90% tất cả các cái đồng hồ mà đi dây mà dây da là về Việt Nam là đều bị hư hư dây hết. Và những cái sợi dây handmade này anh em yên tâm là chất lượng của nó còn hơn cả dây zin nha. Cái đó là em cam kết luôn. Dây dày rất là đẹp và chất. Size con này hơi bị to, 45.5. Và size dọc của nó tính cả hai bên càng sẽ là 55. 55.6. Như vậy chiếc này là khuyến cáo anh em tay to nha. Tay ít nhất cũng phải là 17 á. Thì mang những cái chiếc này nó mới đẹp. 17 hoặc là 16 năm. Tay tròn tròn một chút. Tại vì con này là thuộc dạng size khá là to. Và chiếc này á sẽ có quà đi kèm là một cái lắc chính hãng của Diesel luôn. Thật sự mà nói thì quá là hời luôn. Đây. Để cho. Mới len kiên sờ ben nè. Cái lắc này á. Nếu như em bán lẻ thì chắc chắn là cũng sẽ có anh em chốt thôi. Bởi vì nó còn rất là mới và chất. Đây. Đây là một cái lắc đeo tay chính hãng luôn. Mình đeo một cái đồng hồ một bên rồi đeo một cái lắc một bên. Hoặc là anh em có thể đeo chung một tay cũng đều được. Và thực ra cái lắc này á, nếu như sau này anh em dùng mà nó bị hư, cái dây này nó bị hư á, thì có mình vẫn có thể làm dây handmade nha. Cái này em đã hỏi thợ rồi, thợ nó nói là vẫn làm dây handmade được. Cho nên sau này anh em dùng dây hư gửi lại cho em làm dây handmade cho. Hoặc là nếu như anh em muốn gọi là sợ cái dây này nó không ưng hay gì đó thì em có thể làm dây trước xong rồi gửi cho mấy anh em sau cũng được. Nhưng mà em thấy dây zin của nó là còn cũng rất là mới. Cái này kiểu giống như là hàng trưng bày thôi. Để em kiểm tra kỹ. Nó có mấy cái vết răng răng nè. Nhưng mà em thấy là ở phía trong thì nó như vậy, chứ còn phía ngoài của nó vẫn còn rất là mới. Hơn nữa là cái vòng này nó khá là bo. Nó không có giống như đồng hồ là mình phải bẻ dây thường xuyên. Còn cái này anh em chỉ việc đeo vô. Rồi sau đó là mình gài cái chốt lại. Cái này tính ra là hàng độc đó nha. Nè, nó sử dụng cũng rất là dễ. Nè, nó chạy có, kéo ra kéo vô nè. Bình thường một cái chiếc như này á, mà form mà chất mà mới như vậy thì em dư bán chắc chắn là anh em cũng nắm được giá rồi. Nếu như anh em mà theo dõi kênh của em lâu nay á, thì những chiếc như này là ít nhất cũng phải là cũng 1.3 triệu cho tới 1.450 triệu. Tùy tình trạng. Chiếc này thì em vẫn giữ nguyên giá 1.350 triệu thôi. Mà được tặng kèm thêm một cái lắc này thì thật sự là rất là đây là rất là một món quà rất là ok vào cái dịp đầu năm. Chất nha. Rồi chiếc này mẹ số 2 chỉ có 1.350 triệu thôi. Mẹ số 3 là một em đồng hồ cơ Vagary. Và đây là một chiếc vàng nguyên con. Để chưa.
Như sắp tới cái ngày thần tài đó, cứ qua Tết là có tới ngày thần tài thì anh em mang chiếc này đi đi mua mấy ký vàng nữa, đúng chuẩn luôn. Rồi 2:10 nè. Vagari nó là một cái thương hiệu của Ý, và đây là một cái thương hiệu cái kiểu cũng chuyên bên mấy cái mảng xe giống như là Ferrari, Lamborghini rồi vậy á. Vừa vừa rồi thì em có tìm hiểu qua về cái hãng này, thì nó là một cái thương hiệu của Ý mà chuyên sản xuất cho các cái dòng xe linh kiện cho xe. Chính vì vậy mà những cái đồng hồ, những cái thiết kế nó cũng độc độc quái quái. Và nó là ký hợp đồng với bên hãng Citizen luôn nha, cho nên là máy của nó là sử dụng máy của Citizen. Sẽ có những cái thương hiệu thứ ba á, nó không ký hợp đồng mà nó kiểu như là nó mua máy thôi, nó gọi là hợp tác thôi. Còn cái thằng ông Vagari nè, ổng là giống như là ký hợp đồng lâu dài với bên hãng Citizen á. Chính vì vậy mà máy pin hay máy cơ gì đều hoàn toàn là sử dụng máy của Citizen. Rất là tuyệt vời. Đây đây còn là phiên bản giới hạn nè, Limited Edition, da băng nè, lắp ráp tại chị Na. Con này sử dụng máy cơ 8200 Miyota, và đây là một cái dòng máy cũng khá là bền của nhà Citizen. Độ mới thì tuyệt vời rồi. Ba hai kim nè. Con này có cốc tay nha anh em, hỗ trợ cốc tay. Ba kim hai lịch, mặt của nó giống như mặt tổ ong. Niềng xoay nè. Độ mới con này rơi vào tầm khoảng 95%, và anh em để ý là nó sẽ cũng có những cái đầu dạ quang nè, kim dạ quang ở đầu các cọc số. Đẹp lắm. Dây khóa nguyên zin toàn bộ luôn, và có cái hộp luôn nè. Hồi giờ anh em thấy cái hộp Vagari chưa? Cái hộp Vagari nhìn nó cũng đẹp lắm. Vagari thì mình đã ít gặp rồi, mà cái ngày nó còn hôm nay có thêm cái hộp nữa, tuyệt vời cho mấy anh em sưu tầm luôn. Con này là size 46, 46.5, và size tính cả hai bên càng của nó sẽ là 50, 50 chẵn luôn nè anh em ơi. Như vậy chiếc này thì lên tay cũng khá là dễ thôi. Chiếc này thì quà tặng kèm của nó sẽ là hai đô nha, hai đô may mắn. Đây là quà em tặng kèm cho mấy anh em đầu năm, là lấy lộc. Và tất cả các sản phẩm từ đây tới mùng 10 đều sẽ được tặng kèm quà. Vagary mã số 3 là 2,3 triệu. Tiếp theo mã số 4 đồng giá luôn, cũng là 2,3 triệu. Và đây là một em Savanta, một em thương hiệu của Ý, sử dụng hai máy cơ. Bình thường thì những cái dòng đồng hồ mà hai máy như vậy á, thường sẽ là một pin một cơ. Rất là hiếm khi mà mình cùng một lúc sẽ có cả hai máy cơ đúng nha. Hiếm lắm. Và chiếc này á, hiện tại thì để em sẽ báo tình trạng cho mấy anh em luôn. Đang là lịch ngày 19, đang chuẩn bị nhảy lịch qua 20. Cả hai máy cơ này đều là có cót tay hết nha. Rồi anh em lưu ý là ở đây nó sẽ có một cái nút đây nè, đây là cái nút để chỉnh lịch. Chỉ việc ấn cái là nó sẽ nhảy tiếp. Ok, và rất là tiện lợi. Cái vòng tròn bên này á thì kim dây của nó sẽ nằm ở vị trí 7 giờ, còn cái bên này nó sẽ không dùng kim dây mà nó sẽ là một cái hở lộ tim như thế này. Lịch form này thì hơi bị hiếm, và dây khó thay mới.
Cái con này em có dây zin của nó mà dây zin nó gãy nát ghê lắm. Khó zin của nó thì cũng không có logo. Khó zin của nó cũng là khó trơn như vậy, không có logo. Có điều á, cái này là như size 24. Còn cái dây zin của nó là dây 24 vuốt 20. Mà em lại không có cái dây như vậy, cho nên là em sẽ phải, nếu mà em cái dây này á, không có tận dụng lại được cái khóa cũ của nó, cho nên nhưng mà khóa đây cũng là khóa thép, cho nên là anh em cũng yên tâm nha. Biết cái sợi dây em có để đây, nó nát kinh khủng lắm, biết quăng ở đâu. Hư thôi bỏ. Hiện tại thì con này á, cái đồng hồ phía bên phải này chạy rất là ok và chính xác, nhưng mà cái đồng hồ phía bên trái đó thì nó bị cái tình trạng đó là nó mỗi lần mà mình nghiêng qua thì nó sẽ bị đứng máy. Cho nên là con này á, hồi đợt trước Tết á, em có đem ra thợ để kiểm tra, nhưng mà anh thợ thì cũng nhiều đơn quá, thành ra là phải hẹn qua Tết thì mới chỉnh được cái lỗi đó. Chớ về hiện tại thì đây, để em lên code cho mấy anh em xem. Đây, ha. Không, đây là ba lăng của nó là đế cũng rất là ok. Nhưng mà chỉ cần mình nghiêng qua đây rồi. Đây ha. Cái đồng hồ phía bên phải nè, cái ba lăng của nó là đế rất là ngon lành. Và cái đồng hồ phía bên trái, đó thấy không? Nó vẫn đế ok. Nhưng mà chỉ cần mà mình nghiêng qua nghiêng lại chút xíu á, là nó bị đứng máy liền à. Thành ra là có thể là cái trụ kim này nó hơi lệch. Thì phải qua qua tới mùng 8 á, anh thợ anh mới làm lại thì mới chỉnh. Cho nên là hôm nay á, anh nào chốt đi, rồi em sẽ mùng 8 á, em sẽ gửi thợ chỉnh lại ngon lành cái bộ máy phía bên này. Rồi sau đó em sẽ ship cho anh em nha. Con này form của nó cũng rất là to, dành cho mấy anh em tay to thôi. Size là 46 nè, và tính cả hai bên càng của nó sẽ là 55.7. Con này chắc cũng kiểu con diesel á, anh em nào mà tay phải là 16 năm 10 trở lên, 17 mang mới đẹp nha. Tay nhỏ quá là mang không có vừa đâu. Chiếc này thì độ mới cũng rất là tốt và có hộp kèm theo cho mấy anh em luôn. Chiếc này thì em cũng là giá lọc đầu năm, chỉ có 2 triệu ba thôi. Mã số 4, 2 triệu ba. Và em vẫn bao cái lau dầu căn chỉnh lại cái bộ máy bên đây cho anh em luôn nha. Chiếc này thì vẫn sẽ được đây. Ở đây nó có cái què hay nè, đồng xu may mắn, hình mèo, một đồng xu vàng và một đồng xu bạc, năm 2023. Nếu anh em mà không thích cái què này thì có thể đổi sang cái tờ 2 đô nha. Rồi vậy thôi. Cuối cùng là một em Invicta, đây là một cái sản phẩm mà sử dụng dạ quang tím, cực kỳ hiếm. Xanh lá rồi, xanh dương rồi á. Hồi giờ hệ dạ quang tím cũng hơi bị ít gặp. Đó, thấy không? Cái cục đây thì dạ quang xanh nè, còn cái bộ kim và cọc số thì dạ quang tím. Cái form này là form của Seiko. Và chiếc này cũng sử dụng máy của Seiko luôn nha. Nó giống như cái con Kentet lúc nãy đó. Sử dụng máy Seiko NH 24 chân kính. Và đặc biệt chiếc này là em bao nước cho mấy anh em nha. Đi tắm, đi như là đi mưa rồi tắm vòi sen rồi vô tư. Bởi vì cái dòng này là kháng nước rất là tốt. Ở đây có một số các thông số nè, NH 38A 24 chân kính. Thiết kế là của Mỹ. Thương hiệu Invicta này cũng là của Mỹ nha anh em. Nó là một cái tập đoàn đồng hồ luôn nè, rất là lớn, được thành lập năm 1837.
trước cả T-shirt luôn. À, đây là cái hình cái ống cái gì ta, cái bình lặn dành cho mấy cái người bên bên lặn á. Ý nói là cái dòng này là chống nước nó rất là tốt. Ở cái giày của nó cũng có khắc cái logo cái bình lặn nè, ở bên hông của nó rất là nhiều các cái thông số, rất là trau chuốt ha. À, cái núm của nó cũng là cái dòng lặn luôn nè anh em ơi, kinh đẻ chưa. A Grand Diver có nghĩa là siêu lặn, mình có thể dịch ra như vậy, siêu kháng nước. Ở bộ cây kim dây của nó là cái logo của hãng nè, đây nè, Grand Diver. Ở dưới đây là chống nước 300 m, kinh khủng chưa. Automatic niềng xay. Thực ra bản thân chiếc này là cũng rất là đẹp và ít gặp, bởi vì cái niềng xay của nó là cái niềng màu xanh, dây thép đúc đặc luôn, một chiếc coi như là rất là đầm tay và chất lượng nha. Còn lại hôm nay nói chung là giá của ngày hôm nay thực sự là chiếc nào giá cũng rất là tốt hết. Giá ơi, size là 47, tính cả hai bên càng luôn sẽ là 53.7, khá là to. Chiếc này thì cũng dành cho mấy anh em tay cả dòng 17 trở lên thôi. Khó cũng rất là xịn. Và chiếc này cũng sẽ được tặng kèm một tờ $2 may mắn. Còn cái đồng xu con mèo này thì em chỉ có một bộ duy nhất thôi nha. Em không có nhiều, thành ra là nếu mà anh em nào mà lấy cái này thì sẽ không có chọn tiền đô. Rồi hôm nay em dư khai trương là những cái sản phẩm như thế, anh em nào ưng thì cứ nhắn Zalo gọi cho em, em sẽ ship vào cái ngày mà bên giao hàng nó làm việc lại. Chào anh em nha, hẹn gặp anh em vào video sau.